anh chị và các bạn đã quay trở lại trong video sẽ cho quý cô chú anh chị và các bạn tại ngôi thờ để công tác tại đây. Đây rất là đông, đông không thể tưởng luôn quý cô chú anh chị. Thì sớm về các cô lọc vợ chưa, giờ lọc xong thì cô bỏ vô bao để cho ngày mai gói bánh. Còn đây là chuối, dùng để gói bánh chuối quý cô chú anh chị. Là chiếc thuyền nằm mái ngữ sông dịch đảo Edwin mà ông Nguyễn đã cùng với nghĩa quân đốt tàu Edwin là dòng sông dịch đảo đi của chúng ta. Còn đây là xe hoa để cung thỉnh chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại trong video mới ngày hôm nay của em. Thì trong video mới ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn về quang cảnh ở ngôi thờ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực tại chợ mới quý cô chú anh chị. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 8 âm lịch, còn khoảng 2 ngày nữa thì chánh lễ sẽ bắt đầu diễn ra quý cô chú anh chị. Thì đây là đại lễ lần thứ 156 của ngài Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực. Thì nơi gốc đó là tại Giàm Nhật Tảo Long An quý cô chú anh chị. Và nơi diễn ra chánh lễ đó là tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì trong những ngày qua thì ở tỉnh Kiên Giang, tại thành phố Rạch Giá đã các đơn vị từ thiện đãi cơm, cấp phát nước và công tác gói bánh thì đã được thực hiện trong ngày 23. Và hôm nay tại thành phố Rạch Giá vẫn tiếp tục diễn ra cho tới hết ngày 28 quý cô chú anh chị. Thì hôm nay thì do xa quá em không có thể đi được tới Kiên Giang, thì em cập nhật chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn tại ngôi thờ Nguyễn Trung Trực tại chợ mới. Thì hôm nay các công tác chuẩn bị của các chú cũng đang được diễn ra với cô chú anh chị. Thì bên trong đang lau lá để cho ngày mai gói bánh. Thank you.
Đây là bên trong ngôi thờ chánh điện của ngài Nguyễn Trung Trực, quý cô chú anh chị, tại ngôi thờ Chợ Mới. Thì hàng năm lễ của cụ Nguyễn quy tụ hàng triệu tín đồ về Rạch Giá, Kiên Giang, cũng như hàng trăm người về Chợ Mới để cúng giếng của ngài cụ Nguyễn. Thì đây là ngôi thờ chánh điện của ngài tại ngôi thờ Chợ Mới, quý cô chú anh chị. Thì công tác chuẩn bị của các chú hiện đang diễn ra từ đây cho tới 26 hoàn thành. Thì theo cái lịch thì 26 là sẽ có diễu hành xe chiếc thuyền của ông Nguyễn mà Epiran đó, với cô chú chị, đốt tàu Epiran. Rồi sau đây em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng vào bên trong tham quan các cô đang làm công tác lau lá để phục vụ gói bánh lễ ông Nguyễn ạ. Em xin mời. Thì công tác ta dựng gạp đang dựng nè quý cô chú anh chị. Rồi sau đây em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng vào bên trong xem không khí gói lau lá của các cô trong ngày hôm nay ạ. Còn trên tường thì đây là tạc lại những thời kỳ mà Đức Nguyễn Trung Trực kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại ngôi thờ của cụ Nguyễn Trung Trực tại Chợ Mới có tiểu sử của ngài tại nơi đây. Thì sau đây em xin mời quý cô chú anh chị cùng nghe lại tiểu sử của ngài Nguyễn Trung Trực, một vị quan thượng đẳng đại thần đã kháng chiến chống thực dân Pháp. Tiểu sử vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ông Nguyễn Trung Trực sinh trưởng tại một xóm chài lưới có tên là xóm nghề Bến Lức, Long An. Từ thở thiếu thờ thường được gọi tên thân mật là cậu Năm Lịch hoặc anh chài Định Lịch. Ham học vẽ, lớn lên nổi tiếng là trang thanh niên tuấn tú, võ nghệ cao cường, hào khí hung đúc tâm can. Khởi đầu sự nghiệp, ông tham gia lực lượng kháng chiến của quân cơ Trương Công Định và được xung chức quản binh chỉ huy nghĩa binh, hoạt động ở vùng Cần Đước, Cần Duộc thuộc Long An. Địa bàn hoạt động của lực lượng kháng chiến trong gần 3 năm, từ năm 1860 đến 1862, là vùng Tân An, Định Tường, Biên Hòa, đã khiến tiếng tăm ông lừng lẫy. Trận đánh quả công đốt tàu chiến của Pháp đã khiến đất trời cũng muốn nổ tung. Chiến thuyền Epiran đóng án ngữ trên dòng sông Vàm Cỏ Đông thuộc làng Nhật Tảo, một thủy lộ và một địa điểm vô cùng sung yếu về quân sự. Chiến thuyền Epiran đóng vai trò đóng chiếm và bình định cả một vùng địa phương rộng lớn. Vì tầm quan trọng về chiến lược như vậy nên bằng mọi giá lực lượng nghĩa quân phải phá chiến thuyền ấy cho bằng được. Giờ lịch sử đã điểm sáng ngày 11 tháng 12 năm 1861, nhằm tháng 11 năm Tân Dậu, một toán nghĩa quân làm kế nghi binh kéo đến giống chống khua chiên để nhử bọn thủy binh Pháp. Viên chỉ huy sĩ quan hôm đó quả mắc mưu, bàn cử một đại bộ binh lính rời tàu đi càn quét nghĩa quân gây loạn. Vào lúc gần trưa, lính Pháp trên tàu
chỉ còn lại một số nhỏ phía nghĩa quân được điều động đi phá thuyền dưới quyền chỉ huy của ông. Cả nam lẫn nữ đi trên hai chiếc ghe ngụy trang là đám cưới quê đi rước dâu. Hai ghe ghé sát vào tàu giặc bất ngờ tấn công. Bọn lính Pháp trở tay không kịp nên bị nghĩa quân tiêu diệt gần hết. Ông Hồ Quang Chiêu đã phục sẵn trên bờ với toán nghĩa quân và dân làng Nhật Tảo. Việc gần chọn bọn lính Pháp đóng trên dàm đối diện với chiến thuyền đậu thả neo vừa chiếm xong tàu, ông hạ lệnh nổi lửa đốt tàu. Nhiều bà con ở gần đó đã tháo cả phên vách lá làm mồi lửa đốt tàu. Qua chiến công này, vua Từ Đức đã mặc phong cho ông chức đốc binh trước khi triều đình ký kết với Pháp hiệp ước năm Nhâm Tuất 1862. Tháng 5 năm 1862, ông còn ghi thêm một chiến công nữa là tấn công và tiêu diệt một đồn Pháp tại Thủ Thừa, tỉnh Tân An. Ông được thăng chức thành Thủ úy Hà Tiên và chiếu truyền ông phải án binh bất động để chờ ký hiệp ước nghị hòa. Nhưng ông đã không đi nhậm chức mà ở lại chiêu mộ nghĩa quân, quyết giữ lập trường kháng Pháp bằng vũ lực. Trương sử kháng Pháp của sĩ phu miền Nam đầy bi chán và thật kiêu hùng trước tô đậm bằng tên tuổi lẫy lừng của bốn bậc hào kiệt trong thời gian trước sau và nối tiếp nhau: Trương Công Định, Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương. Ba vị cùng Nguyễn Trung Trực tạo thành Tứ Hùng Nam Bộ, cung hoành khắp Nam Kỳ, lục tỉnh. Giặc Pháp biết ông là người nặng nghĩa, hiếu trung và đã tìm cách bắt Mẫu Thân và dân làng làm con tin buộc ông đầu hàng. Ông ruột thắt, lòng đau vô ngần sau nhiều ngày đêm suy nghĩ và tính. Ông nhận thấy không nên kéo dài thêm một tình trạng tuyệt vọng. Ông quyết định ra hàng giặc để cứu mẹ và dân làng. Pháp giải ông về Sài Gòn, viên thiếu tướng hải quân Ome. Hết lời dụ dỗ nhưng vô hiệu, cuối cùng chúng phải đưa ông về Gạch Giá để xử tử ngày 27 tháng 10 năm 1868 nhằm ngày 28 tháng 8 năm Mậu Thìn. Pháp đưa ông ra hành quyết ngay tại khu đất trước nhà lồng chợ Gạch Giá. Sáng sớm, đồng bào đã tề tựu đông đảo để vĩnh biệt ngài anh hùng. Trước giờ hành hình, ông ngâm sang sảng một bài thơ tuyệt mệnh sau đây: Thư kiếm tung nhung từ thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu long tiền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bảo hành thâm cừu bách đới thiên. Theo truyền thuyết, khi lưỡi dao hạ thủ, đầu lìa khỏi cổ, nhưng ông vẫn kịp đưa hai tay hứng lấy, đặt lại trên cổ rồi cả thân và đầu mới ngã gục xuống nền đất. Trước khi hy sinh, ông đã để lại một bài nói bất hủ nổi tiếng: bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Cử nhân Quỳnh Mãn Đạt đã khóc vì anh hùng bất khuất bằng hai bài thơ chữ Hán: Thắng phụ nhung trường bắt túc luân, đòi ba chỉ trục ức ngư nhân, quả hồng nhật tạo quanh thiên địa, kiến bạc kiên giang khắp quỷ thần, nhất đáng phi thương tiêu tiết nghĩa, lưỡng toàn vô quý báo quân thân. Anh hùng cường cảnh phương danh thọ, tu sát đê đầu dị tự nhân. Thì giờ qua em đã đọc xong tiểu sử của anh hùng Nguyễn Trung Trực.
Sau đây em xin mời quý cô chú anh chị và bạn xem quang cảnh tại ngôi thờ của vị anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Chợ Mới ạ. Thì các chú, các cô, các anh đang chuẩn bị công tác cho lễ giỗ của cụ rất là long trọng. Thì phía màn hình của chúng ta thì các cô đang lau lá để cho ngày mời gói bánh quý cô chú anh chị. Đây là thai tàu chiến Epirant được lưu cắt tại đây. Thì song song đó thì tại các nơi như Kiên Giang và Nhật Tảo, Long An và các ngôi thờ của ông Nguyễn cũng đều được tổ chức làm lễ. Cô bên đây lau lá, rồi cô bên kia thì cắt gọn đầu lại. Cái này là lá bó đầu không cô? Lá bó đầu. Dạ. Thì mọi công tác thì đều các cô ở đây chuẩn bị khá chu đáo, hoàn chỉnh chúng chị. Hôm nay thì các cô đến đây để lau lá, ngày mai bắt đầu gói bánh. Thì ngày mai tại không gian này, cũng tại không gian này quý cô chú anh chị, thì hàng trăm cô chú anh chị tới đây để phục vụ chuẩn bị cho đại lễ. Còn bên kia thì các cô đang gọt dừa, cắt dừa. Thì còn nay mơ nữa thôi là tại nơi đây rất là đông, đông không thể tưởng luôn quý cô chú chị. Đó. Thì sớm về các cô lột vỏ dừa, giờ lột xong thì các cô bỏ vô bao để cho ngày mơi gói bánh. Còn đây là những nải chuối dùng để gói bánh nhân chuối quý cô chú chị. Không gian bên trong thì đó là đãi ăn và gọt rau củ quả. Thì ngày mai mốt nữa là khu vực này sẽ đông nghẹt người tới đây để nấu ăn quý cô chú anh chị. Cô thì xé lá, cô thì lau, cô thì tước dây rồi cắt bịch đầu rồi. vậy mình biết là ngày mai gói khoảng bao nhiêu không? Ngày mai không gói à? Ngày mốt mới gói. Dạ. Mà mình biết bao nhiêu đòn không ạ? Ngàn mấy nè. Sáu bao nếp hả? Dạ. 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 Chắc dưới Kiên Giang á gói nhiều sao rồi, thấy hồi qua gói rồi. Dạ.
Dạ con thấy mấy đồng nghiệp ở dưới quay thấy gói là... Dạ mà chắc ở dưới có nhiều quá. Dạ dạ rồi, cảm ơn các cô ạ. Đây là chiếc thuyền nằm máng ngựa sông Nhật Tảo Edran mà ông Nguyễn đã cùng với nghĩa quân đốt tàu Edran tại dòng sông Nhật Tảo với cô chú anh chị. Quả hồng Nhật Tảo quanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần. Thì các chú hiện tại đang trang trí lại để chuẩn bị cho đại lễ lần thứ 156 năm của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Dạ mình diễu hành vô trong đó luôn. Dạ để lên chiếc xe tải á. Dạ chiếc xe tải làm ở đằng chùa có để cửa ngõ hay chưa? Dạ chưa là đáng chưa? Dạ chưa chiếc xe đằng chùa Thái An á có chiếc xe có để cửa ngõ hay chưa? Dạ để công viên hành khách hai bên là cũng để. Dạ ơ vậy rồi chiếc tàu nào mình để tại đây chú? Chiếc này để đây. Dạ. Dạ vậy rồi chiếc này là mình đem vô Gạch Giá. Gạch Giá xong rồi cũng về đây. Dạ. Rồi chừng nào tới Nhật Tảo ở Long An hả chú? 12 tháng 9. Vậy là cũng chiếc này luôn. Dạ. Dạ. Vậy là 12 tháng 9 quý cô chú anh chị sẽ diễn ra đại lễ của ông Nguyễn Trung Trực tại Dàm Nhật Tảo, Long An. Bây giờ là thuộc Tăng Chủ của quý cô anh chị. Thì xe chở chuyến tàu, chiến hạm Edran này sẽ về dòng sông Nhật Tảo vào ngày 12 tháng 9 để trình diễn cho quý cô chú anh chị thấy lại hào khí của vị anh hùng ở dân tộc Nguyễn Trung Trực. Rồi còn đây là xe hoa để cung thỉnh sắc thần quý cô chú anh chị của đức ông Nguyễn Trung Trực. Thì xe hoa này sẽ diễu hành chở thuyền Edran, chiếc tàu Edran về Rạch Giá quý cô chú anh chị. Nhưng mà các anh chú
hiện đang tạm nghỉ trưa. Xe hoa này sẽ được trang trí từ đây cho tới bữa 26 sẽ diễu hành về Kiên Giang. Và trong thời gian tới thì tại tượng của ông Nguyễn sẽ được cắm bông xung quanh đây nè quý cô chú anh chị, sẽ được cắm bông tại tượng đài của ông Nguyễn. Và còn đối diện với ngôi thờ quý cô chú chị thì chỗ này là cũng là nơi tiếp đãi quý quan khách tới đây để viếng lễ. Thì trong những ngày tới thì tại nơi đây sẽ có các đơn vị từ thiện tới đây để phục vụ cơm nước rồi bún riêu các thứ quý cô chú chị. Và dọc tuyến đường này thì các gian hàng cũng được bày bán trong những ngày sắp tới. Và quý cô chú anh chị khi mà đi viếng lễ ông Nguyễn tại chợ mới bên đây thì ghé chùa Tây An cổ tự cúng viếng luôn. Thì tại đây vài bữa nữa sẽ đẩy ăn và đẩy nước các cô chú làm từ thiện tại đây. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý cô chú anh chị, xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và bạn vào những video lễ hội ông Nguyễn tiếp theo ạ. Em xin chào ạ.